Truyện tranh Tràng Quỳnh bản màu giới hạn tập 112 Tiểu thư kén chồng. Quỳnh, đi xem con gái ông Phú Thương A Tổn gieo cậu kén chồng không? Bộ chị ấy xấu lắm hay sao mà phải dùng đến cách tìm chồng như thế? Theo ta biết cô ta đẹp lắm, bởi vì đẹp nên có vô số người tới cưới hỏi. Cô ta không biết chọn ai nên phải gieo cầu thôi. Ha ha, chú Lù sẽ lấy chị đó. Chú Lù phải có nơi để gửi tấm thân ù. Chú đợi con một chút xíu rồi đi. Công nhận xình ở đây thối cực kỳ. Xong rồi, lên đường đi chú. Con gái của Ngô sẽ ném một quả cầu bằng giấy. Quả cầu ấy rơi trúng người nào thì người ấy về rủ cha mẹ mang cầu trầu tới. Ông chủ ơi, người Việt nói về thưa với cha mẹ chứ không nói về rủ cha mẹ. Nói lộn một tí có sao đâu, hiểu thì thôi. Mang cầu trầu là mang cái gì? Không lẽ mang một cây cầu và một con trầu tới hỏi vợ? Xin lỗi quý vị, ông chủ của tôi nói tiếng Việt không rành. Ý của ông chủ tôi là mang trầu cao, nhưng lại nói thành cầu trầu, mong quý vị niệm tình tha thứ. Coi chừng cô dâu không biết nói tiếng Việt đấy, thì nói tiếng tàu bằng tay, chân với nhau cũng được. Đừng có khi dễ tôi không biết nói tiếng Việt à, tôi cãi lộn bằng tiếng Việt giỏi hơn người Việt đó à. Không tin hả? Vén hai cái tay chuột của ông lên nghe tôi rủa nè. Cha xin con, một đó để từ từ, con mà sổ hết ra không ai dám chụp cầu của con đâu. Hề nói thế chứ em đây cực kỳ dịu dàng, cực kỳ nết na, cực kỳ đồn hậu trừ những lúc đổ quạo. Em mà đổ quạo thì cực kỳ kinh khủng khiếp đấy ạ. Thôi về mau đi, sớ rỡ ở đây rứa quả cầu rơi trúng tao thì tặng một kiếp trai. Xem tí đi mà chú. Đến giờ gieo cầu. Da, cốt. Quả cầu trúng tôi rồi, mừng quá. Xin lỗi quý vị, tiểu thư vì nóng lòng kén chồng nên ném lộn cái bình trà, xin ném lại. Vút. Bên này, bên này. Véo. Bên kia. Trời ơi, gió mạnh quá, tái cầu rơi xuống không có được. Chạy theo. Mặc vào đi chú luôn. Quá, hồi quá. Cha nội này bốc mùi kinh quá, tránh ra. Quá cầu đó tới đi, họ sẽ chạy hết cho mà xem. Hồi quá, chạy. Quá cầu đó chụp đi. Tao không chụp, tao sợ nàng ấy nhỏ mà có vỏ. Không chụp cũng phải chụp. Tới. Chóc. Tôi cũng chụp được. Hi hi. Hai người chụp cùng một lúc. Làm sao đây? Tôi đẹp trai hơn ông. Chắc chắn nàng sẽ cưới tôi. Ừ, tôi nhường đó. Tôi sắp đi tù, không lấy vợ. Cả hai vào đây. Ôi, sao cậu hồi thế? Còn không cưới ổng, ổng ở giờ quá. Không phải sư huynh của con ở giờ đâu, xin hãy nghe con giải thích. Số là trên đường tới đây, sư huynh của con thấy một ông lão bị té xuống mương, nên sư huynh nhảy xuống cứu ông lão. Mùi hôi là tăng chứng của một hành động anh hùng mà. Sao tao đâu có. Thôi mà sư huynh đừng có khiêm nhường nữa. Tốt, vừa anh dũng vừa khiêm nhường. Thưa nhạc phụ, con cũng anh dũng và khiêm nhường lắm ạ. Kể một chiến công cho ta nghe. Hôm qua con thấy một con ruồi rơi vào tô canh của con. Con không màng nguy hiểm, vớt ngay nó ra. Khiêm nhường chỗ nào? Cũng hôm qua con bị một người đánh, nhưng con khiêm nhường không đánh trả. Vì sao anh không đánh trả? Vì hắn to con quá. Xạo, chát. Đồ ba xạo, ba hoa.
tôi cưới ông này. Chết tao rồi Quỳnh ơi. Không cưới tôi sẽ cho nàng biết tay, không ai cứu được đâu. Không tin, ông bà xạo không sợ. Hãy đợi đấy. Việc gieo cầu đã xong, cậu về rủ cha mẹ mang cầu trầu tới. Tôi không có cha mẹ. Rủ em út tới cũng được. Nàng dâu khùng khùng, nhạc phụ tàn tàn. Chắc tao điên quá, mày hại tao. Khùng khùng tàn tàn mà giàu giàu cũng tốt thôi. Chịu đấm ăn xôi cho đỡ cái thân ù đi mà. Hai đứa đi đâu vậy? Chúng con đi dạm vợ cho chú Lu. Người lớn chết hết rồi hay sao mà lại để cho hai đứa nó đi dạm vợ? Nguy to rồi cậu ơi. Không biết tại sao mà con gái tôi ngủ mãi không dậy được. Chắc là bị ông rể hụt ém bùa rồi. Làm gì có chuyện đó, để cháu vào khám bệnh cho. Không được, mời bà thầy tới khám. Ông thầy không được khám, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Có bà thầy sẵn đây ạ. Mạch bình thường có bệnh gì đâu. Chắc cô ta đổi ý không chịu ưng lưu nên giả bệnh đấy. Không ưng tôi thì cảm ơn, đừng có bệnh nữa. Cô ta vẫn mê man. Tôi tin chắc là ông rể hụt kia đã yểm bùa hại con gái tôi. Không tin nhưng thử xem. Ông thử làm thế này. Nếu quả thật là ông rể hụt là thủ phạm thì mình sẽ biết ngay. Tiểu thư nhà A Toán bị bệnh lạ, ai chữa được sẽ được làm phu quân của tiểu thư. Tôi chữa được. Quả đúng là ông ta. Mình sẽ xem ông ta làm cách nào mà tiểu thư mê man. Không cho ông chữa bệnh cho con gái ta. Muốn chữa cho nó, ông về sửa sắc đẹp đi. Nếu vậy thì con của ông sẽ quy tiên trong vòng 3 ngày nữa. Thà quy tiên còn hơn lấy ông chồng xí quắc. Đi đi. Bám theo. Nhà ông ta ở đây, tìm ra xào huyệt rồi. Trong nhà đâu có gì để chứng tỏ ông ta là thầy bùa, thầy pháp gì đâu mà yểm bùa. Mà nếu là thầy pháp, thầy bùa cũng chẳng yểm được. Chẳng ai làm được chuyện phong thần. Mình ơi, thuốc nè. Bữa nay tôi mua thuốc mạnh hơn, ả sẽ ngủ tới 3-4 ngày. Thuốc mê. Nhớ đấy, lấy được ả rồi thì lấy thật nhiều tiền mang về đây cho tôi. Mình mà không giữ lời, tôi sẽ lên quan tố mình đấy. Hai vợ chồng âm mưu lấy tiền của vợ mới để nuôi vợ cũ. Tôi đi đây. À, ông dùng một ống trúc để thổi thuốc mê vào phòng tiểu thư. Nhưng phòng của tiểu thư đâu có cửa sổ ở hướng này. Mắm, vào dìu tiểu thư ra khỏi phòng đi, mau lên. Phù. Hê, thế nào cũng gọi ta tới mà gả con thôi. Không ai nghĩ ra kế độc như ta. Phì. Cho tiểu thư uống thuốc giải nè, tôi tìm ra nguyên do rồi. Cô ta cắn răng chặt quá, làm sao đổ thuốc vào. Dở ẹt, đưa tôi. Rọt. Tiểu thư tỉnh rồi nè. Cho tiểu thư ăn uống cho khỏe, rồi dẫn đi ra chợ. Tôi gài bẫy bắt ông kia. Thuốc chắc tan rồi, mình vào phòng của tiểu thư. Chắc chắn phải có một cái lỗ để thuốc mê bay vào. Đây rồi, vậy là có nội gián. Có người giúp ổng khoét cái lỗ này. Ha, chết với Quỳnh. Nói ống trúc vào cái ống trúc của ổng. Đục lỗ ở tường, bẻ ngược ra ngoài. Một ống dẫn thuốc mê vào, một ống dẫn thuốc mê ra. Khà. Ơ, sao kỳ vậy? Á còn tính queo kìa. Bà mua thuốc gì? Tôi thổi vào phòng á mà sáng nay á đi dạo chợ kia. Để tôi đi đổi thuốc lại, sợ ông thầy say rượu đưa lộn thuốc. Thuốc này chắc ăn không? Chắc chắn không lộn đâu. Phù.
tốt, thuốc tốt. Phù. Rò. Phịch. Bịch. Khiên ông rể hụt lên quan. Ta tuyên bố ngày mai cử hành đám cưới, con gái của ta sẽ kết hôn với chú Chum. Lù chứ không phải Chum ạ. Lù là tên ông cố của ta, Phạm Húy. Không được, tôi phản đối, tôi là vợ của ông Lù nè. Chà chả có vợ rồi mà dám giấu ta, sao? Chú Lù có vợ hồi nào vậy? Hủy bỏ đám cưới. Hi hi, cảm ơn nha. Nè tiền nè, là có một cậu được 5 đồng. Trời, thì ra chú Lù thuê người làm vợ giả để khỏi cưới tiểu thư. Dạo này chú ấy khôn ra đấy. Lù mà. Mình gieo cầu 3 lần rồi mà vẫn cô đơn, chắc tại mình ở ác. Cậu Quỳnh có ở nhà không vậy thưa chị? Sao mặt chị xanh lè, tay chân run lấy bẫy vậy? Chị trúng gió à? Không, không phải, tại ông Lý lịch sự đột xuất nên tôi bị choáng. Thường ngày ông Lý hét ra lửa mà. À, tôi hét ra lửa là đối với người khác, chứ đối với người trong gia đình Trạng Quỳnh, tôi đâu dám. Ông tìm thằng Quỳnh có chuyện gì không? Có, tôi định nhờ cậu ta một việc. Nó không có ở nhà. Có, con có ở đây nè. Ông Lý cần con giúp gì ạ? Đi ra đây với tôi một lát. Quỳnh, khoan đã. Cấm con giúp lão Lý, lão ấy là người ác độc, hay áp bức dân lành. Mà yên tâm, con biết mà. Chết ông Lý rồi, nó bày trò gì với ổng rồi đây? Cho hai tô cháo lòng đặc biệt. Đúng là tiểu nhân, nhờ ai việc gì thì ngọt như đường, không nhờ thì mặn như muối. Tôi có một tâm sự buồn nhờ cậu gỡ rối giùm. Chưa no chưa gỡ được. Thêm một tô nữa. Làm luôn hai tô khỏi mất công kêu nữa. No rồi, ông Lý nói đi. Ngày hôm qua. Ông Lý ơi, giúp em với. Ai đánh chú vậy? Hít vợ em. Sao chú lại để vợ đánh như thế? Còn gì là nhuệ khí nam nhi? Hít, biết làm sao hơn. Cớ sao vợ chú đánh chú? Hít trời mưa, em mặc áo quần phơi ngồi rào vào không kịp, bà đánh em. Chà chà, vợ gì mà dữ dằn thế? Nó mà gặp phải tay ta. Thì sao? Gặp phải tay ông thì sao hử? Hi hi, gặp tôi thì tôi mang quần áo vào từ lúc trời chuyển mưa rồi cơ. Hừ, tưởng ông ngon. Em về, ông Lý có hơn gì em đâu mà em mong được giúp. Cậu thấy đó, chẳng còn mặt mũi nào nữa. Thế nên tôi nhờ cậu có phương sách nào giúp chúng tôi trị được mấy bà ấy không? Ông Lý có biết vì sao cậu Quỳnh của con không sợ mợ con không? Ông Quỳnh có bí quyết à? Có à, cậu Quỳnh đã truyền bí quyết ấy lại cho con. Con giữ làm bữa bối gia truyền, không truyền lại cho ai. Truyền cho tao, xin lỗi, truyền cho tôi đi. Năn nỉ mà, giúp tôi đi mà. Được rồi, thấy ông Lý thật lòng con sẽ truyền. Truyền cho thần đề với ông Tuấn luôn nhé. Họ cũng đang là nạn nhân của việc bạo hành gia đình đấy. Trưa mai đúng giờ ngọ, các ông ăn mặc chỉnh tề, mang nhang đèn đến miếu Thành Hoàng, con sẽ truyền cho. Ha ha, bắt đầu từ chiều mai bà sẽ biết tay tôi. Trưa mai mày có nhiệm vụ phải làm thế này. Ông Lý sẽ không còn ven mặt tắc oai tắc quái với dân làng nữa. Các ông hãy tĩnh tâm cho tới khi cây nhang này cháy hết. Muốn được bí quyết này không phải đơn giản, phải chịu khổ công mới thoát được ách đô hộ của phụ nữ. Bà Lý, bà
tuần, thím đệ theo con, máy ổng đang làm loạn trong kia kìa. Xuyệt, đừng có làm ồn, xem ông lấy ông tuần với thằng đệ làm trò kìa. Tĩnh tâm xong, tốt, đọc to theo con. Tự tâm của ta không sợ các bà, đọc ba lần. Tự tâm của ta không sợ các bà. Lão, bữa nay làm loạn hả? Chết ông với tôi. Chạy đi. Ha ha, mọi khi hét ra lửa, giờ chạy như vịt. Phì, âm mưu bại lộ, chưa kịp nhận bí truyền. Ông Lý không chạy, không lẽ ông Lý đã đạt được bí truyền? Ông Lý to gan rồi, không sợ bá nữa, trở lại xem. Ông Lý đứng dậy, không nghe lời tôi hả? Ông ngon thật rồi. Bà Lý ơi, ông chết cứng rồi, đứng dậy sao được? Hi hi, tưởng ông Lý hay lắm, nào ngờ thầy bà đến là sợ chích điếng, không chạy được. Mày bày trò làm ông Lý chết rồi kìa. Giật tóc mai của ông Lý đi. Tỉnh lại đi. Tôi chết chưa? Ông Lý chưa chết đâu ạ. Hả? Chết tôi rồi. Ôi giời ơi, không ngờ ông Lý oai phong lẫm liệt mà sợ vợ đến thế. Tại ông Lý đó, ông bày trò đảo chánh làm chi, để làm trò cười cho dân làng. Tôi đi chỗ khác ở, ở đây xấu hổ chết. Làng có ông Lý mới rồi, ông này hiền lắm. Ha ha, tao tống ông Lý giữ dặn ấy đi cái vèo cho dân làng đỡ khổ. Mày đi đâu vậy nhỏ? Cháu đi buôn muối, bán xong rồi, cháu đang về nhà. Vậy là trong túi nó có tiền, ha ha. Tối rồi, tao với mày vào quán trọ kia ngủ nhé. Năm hào một giường. Tao không có tiền lẻ, mày trả giùm đi. Mày ăn sáng, xong tao tính lại cho mày. Đói bụng, sẵn bánh tráng nướng đây. Hứng bánh vụn rơi. Tạm no, hốt bánh vụn. Rải lên giường nó, he he. Tối hôm qua, ai ăn hết 10 cái bánh tráng nướng, trả tiền đi. Tôi không ăn, tôi ghét bánh đỏ lắm. Cháu đâu có ăn, cháu ngủ mà. Nhỏ ơi, mày chối làm chi? Mày ăn bánh vụn rơi đầy giường nè. Chà chà, ông này ăn rồi vu oan cho mình. Được rồi, cháu ăn mít xong trả luôn. Mà mít thơm quá. Mày không mời tao à? Bạn bè gì kỳ thế? Cháu đâu có nhiều tiền mà mời chú. Vậy tao ăn chung với mày, rồi cùng chia đôi tiền nhé. Quán hết mít rồi. Chú lớn, chú ăn nhanh, rồi bắt cháu trả tiền bằng chú sao được? Thôi thế này, ăn xong rồi đếm hột mít. Ai có nhiều hột sẽ trả tiền nhiều hơn. Được. Chết mày rồi nhỏ ơi, mày khô sao bằng tao. Tao nuốt luôn hột, khỏi trả đồng nào. Trúng kế của Quỳnh rồi, cứ việc nuốt luôn hột mít vào bụng đi. Sao tự dưng mày khóc vậy? Ăn mít làm gợi lên chuyện đau lòng xưa nên cháu khóc. Bán cho cháu nhang đèn và một nải chuối. Mày cũng ai vậy? Cháu làm đám giỗ bạn cháu, nó mất ngày hôm nay, giờ mới chợt nhớ. Tèo ơi, mày tha lỗi cho tao, vì tao ham chơi mà mày chết. Hu hu. Mày làm sao mà nó chết? Nó bị trúng thực, cháu ham chơi nên đến nỗi cứu nó không kịp. Cháu có nghề chữa trúng thực. Nó ăn gì mà bị trúng thực? Mít. Bởi thế nên khi ăn mít, cháu nhớ nó. Ăn mít làm sao trúng thực được? Nó nuốt luôn hột, hột mít nảy mầm mập trong bụng nó nên nó chết. Thật sao? Không tin thì chú cứ thử nuốt chừng chục hột mít vào bụng là biết liền hà. Hù à, cứu tao với nhỏ ơi. Tao lỡ nuốt hột mít vào bụng rồi. Làm nghệ thuốc mà chữa bệnh không lấy tiền sẽ bị ông tổ nghệ thuốc phạt, chú thông cảm.
tao trả tiền, cứu tao đi. Lấy ra một hộp trả 5 hào. Chịu chịu. Cháu đi lấy thuốc đây, cho ông uống muộn thớt cho chừa. Uống đi nè, thuốc đáng giả tật, thuốc hồi giả hụt miết. Ồ, 7, 8, 9, 15 hột, 7 đồng rưỡi cả thảy. Tiền nè, phi, phi. Tổng cộng tiền giường, tiền bánh tráng, tiền mít, tiền nhang đèn chuối là 5 đồng. Hừ, tính ăn của nó, ai dè mình bao nó ăn, nó lại còn lời 2 đồng rưỡi.